Xin kính chào các bạn. Trong bài học lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo ra và cũng như là thiết lập tính chất cho các layer. Thì trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học cách sử dụng các layer để quản lý các bản vẽ của chúng ta trong phần mềm AutoCAD 2015. Thì đây là một cái bản vẽ mà mình đã sưu tầm và đã qua chỉnh sửa. Các bạn có thể vào LA Enter để xem. Đấy, cái bản vẽ này nó bao gồm các nét layer như là thấy nét đứt ký hiệu. Đấy. Thì các bạn có thể vào Home, mục Layer để các bạn có thể thấy rằng chúng ta có rất nhiều công cụ để thiết lập tính quản lý layer ở đây. Đầu tiên là mục Layer Properties, thì cái này chúng ta đã học trong các bài học lần trước. Tiếp theo các bạn thấy đây chính là nơi chúng ta có thể thiết lập đâu là cái layer hiện hành. Đấy, ví dụ mình chọn nét đứt thì nét đứt sẽ là layer được hiện hành để vẽ. Và các bạn có thể kích vào đây và kích chọn vào những cái tùy chọn đây để có thể thay đổi những cái tính chất của layer. Đấy. Tiếp theo các bạn thấy là chúng ta có công cụ là Layer Off. Công cụ này sẽ cho phép các bạn ẩn đi các layer mà các bạn không mong muốn trong bản vẽ. Ví dụ như mình có lệnh Layer Off, mình Enter. Sau đấy ví dụ mình muốn ẩn đi cái layer Net Dim này chẳng hạn, mình sẽ kích vào Net Dim. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ ẩn nó đi. Thì công cụ này sẽ cho phép các bạn là ẩn đi những cái đối tượng không cần thiết để giữ lại những cái đối tượng mà các bạn mong muốn mà thôi. Nếu mình muốn giữ lại là mỗi nét của những cái hình dáng của nhà này thôi, còn những cái nét như là dim này mình ẩn đi hết này. Đấy, ẩn đi hết đi. Đấy, mình ẩn đi này. Đấy, các bạn thấy chưa, chúng ta đã ẩn được đi, chỉ giữ lại mỗi ngôi nhà mà thôi. Đấy, thì đấy là cái công cụ layout. Tiếp theo mình muốn bật tất cả các layer đã được ẩn đi lên thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ sử dụng lệnh layer on. Đấy, nghĩa là bật tất cả các layer lên. Đấy, turn on layer on. Đấy, các bạn có thể thấy, các bạn có thể gõ lệnh layer on. Đấy, các bạn enter. Đấy, các bạn thấy chưa, thì tất cả những cái layer mà chúng ta đã được ẩn đi thì nó sẽ được hiện lên. Đấy, lệnh tiếp theo đó chính là lệnh layer iso, tức là layer isolate, tức là lệnh cô lập. Thì giả sử như các bạn muốn chỉ giữ lại mỗi layer nét thấy thôi, còn tất cả các layer mà các bạn không thích ấy, các bạn không cần thiết ấy, sẽ được khóa đi. Đấy. Thì để làm sao để có thể khóa những cái layer không cần thiết thì các bạn có thể chọn này, layer iso này, các bạn enter cho mình. Sau đấy các bạn sẽ kích vào cái layer các bạn muốn không khóa. Đấy, mình kích vào nét thấy chẳng hạn. Đấy, có thể kích thêm là nét hack này. Đấy, sau đấy mình cách. Đấy, các bạn thấy không? Thì tất cả những cái layer mà chúng ta chọn nó sẽ được giữ lại, còn những layer mà không được chúng ta chọn nó sẽ có biểu tượng hình cái khóa, tức là đã bị khóa này. Các bạn có thể vào layer properties để xem. Đấy, các bạn thấy chưa, tất cả những cái layer mà không được chọn nó đã có biểu tượng hình chữ khóa khóa rồi. Thì bây giờ chúng ta không thể can thiệp tính chất gì của layer nữa, và để bật lên thì các bạn có thể lựa chọn tất cả các layer như này, hoặc tự chọn từng cái và kích vào mở ra như thế này. Đấy, đấy là lệnh isolate. Tiếp theo chúng ta sẽ có một số cái lệnh khác như là lệnh layer freeze, tức là chúng ta làm đóng băng như một số vài layer. Đấy, hoặc là công cụ layer aniso, tức là nếu chúng ta đã iso thì chúng ta có thể sử dụng lệnh layer aniso. Ví dụ như mình iso này. Đấy, sau đó mình sử dụng lại layer aniso này. Các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ khôi phục lại các layer đã bị khóa. Đấy. Đây là một vài cái thiết lập về cách hiển thị layer trong AutoCAD. Đấy, ngoài ra những cái này thì chúng ta cũng có thể sử dụng nhưng mà thường là ít khi sử dụng. Và thường chúng ta sẽ dùng nhiều nhất là layer on này, layer off này, layer isolate, layer unisolate. Đấy. Tiếp theo có một cái tính năng nữa mà chúng ta cũng thường xuyên sử dụng, đó là mask layer. Đấy, cái tính năng này nó sẽ như thế nào? Giả sử mình có một đối tượng là những đường thẳng này chẳng hạn, nó được vẽ bằng nét thấy, thì có một đối tượng khác nó lại được vẽ bằng nét ghi chú chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ mình muốn biến cái đối tượng layer nét thấy này thành layer ghi chú. Đấy, mà vẫn giữ nguyên các tính chất của cái đối tượng nhưng mà chỉ biến đổi tính chất về layer thôi, thì chúng ta sẽ gõ lại lệnh MA, tức là lệnh mask job. Đấy, MA này. Ở đây các bạn chọn cái layer mà các bạn muốn nó biến đổi thành. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn layer là ghi chú chẳng hạn. Sau đấy mình sẽ kích vào cái đối tượng mà nó muốn bị biến đổi. Mình sẽ kích vào đây.
Đấy, các bạn thấy chưa? Khi thoát lệnh thì từ cái nét vẽ này, từ layer nét thấy nó đã bị biến thành layer nét ghi chú. Đấy, thì đấy là công cụ Markscope trong phần mềm AutoCAD. Đấy. Thì đấy là một vài cái lưu ý về cái quản lý layer. Mình một lần nữa nhắc lại với các bạn rằng cái việc vẽ bằng layer và quản lý layer là một trong những cái điều cốt lõi giúp các bạn có thể vẽ một bản vẽ chính xác cũng như là vẽ quản lý nhanh đúng đấy, và không mất nhiều thời gian. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.